bao nhiêu tháng năm cuốn theo dần trời, có lẽ chẳng còn gì ngoài nước mắt, yêu nhau chia làm thêm đau, cứ chia tay khiến ta bắt đầu. Giờ đây phút chữa em chỉ thấy anh thôi đây. Chủ bé lo cho cái sắc xinh cái chân thôi. Gió đưa cành trúc thật gặp ra đà, trên mạng đang hot trên gì vậy ta. Hòa hổ hòa bì gian nan hòa cốt, tri nhân tri diện đường Nguyễn Tri Phương. Cười người hôm trước không sao cười người, chăm nghe không bằng mắt sáng người mười. Muốn sang đây được phải bắt cầu kèo. Các em lên trả bài cho thầy nha. Đứa nào lấy bài của thầy lên trả cho thầy đi, có đâu ngày nào thầy cũng vô thầy đòi hết kìa. Cái bài kiểm tra này tôi cho quá là dễ luôn mà mấy em làm nửa lớp dưới trung bình, tôi không hiểu mấy em luôn. Chắc thầy quên mình là giáo viên mới thấy dễ chứ học sinh đâu có thấy dễ. Mấy em chép bài bằng tay hay là bằng miệng mà lúc nào tôi cũng nghe mấy em nói hết vậy? Thì chép bài bằng tay miệng rảnh mới nói chuyện nè. Như các em đã biết thì biết rồi còn học chi nữa trời, như chúng ta đã biết là biết hết rồi. Cái lớp này tuần nào cũng vệ sinh dơ hết, các em phải xem trường lớp của mình như là nhà của mình vậy đó. Xem như nhà của mình mà ngủ bị la, xem như nhà của mình mà đi vệ sinh cũng phải xin nữa. Các em sau đây lên bảng kiểm tra miệng. Lớp học chứ có phải nhà khoa đâu mà kiểm tra miệng hoài. Nhiều đêm dài sương mùa đông. Con chó nó nắm áo em ơi nè, pháp sư ơi, cứu em, trời ơi, cứu con chó này nó áo quá trời luôn. Hình như không phải con chó đâu. Hả? Chứ là con gì pháp sư? Con, chắc là con ba. Hả? Cứ chơi mà lòng mãi đang nhớ nhà, đừng buông rèn bên anh như khắp thiên hà quê nhà còn quá xa. Nhiều đêm mở đôi điếu ca, mama đừng xót xa, ai thay không về nhà đôi.
không có chỉ mày. Bạn bè không mà, chắc là cõi đang mệt á, nên mới vậy, hãy mở tấm lòng của mình ra để tha thứ. Hả? Lost? Được chơi đâu, chơi. Ê, bỏ thách bỏ nha, bạn bè dĩ chân á, biết không hả?